chào mừng bác đã quay trở lại với kênh của shop đồ si các bác nha. Hôm nay thì em vẫn sẽ tiếp tục là lên hàng áo da si. Và các bác nào mình mua hàng mình lưu ý cho em là cái hình thức mua hàng bên shop thì bác bắt buộc là mình phải cọc, sẽ dao động vào cái giá trị sản phẩm mà mình đã mua. Ở giá trị cao, giá trị thấp thì mình sẽ cọc vào khoảng 50 đến 100 ngàn tùy vào cái sản phẩm các bác nhé. Và các bác lưu ý cho em là cái hình gọi là khi shipper giao hàng tới, các bác mở ra kiểm tra đồng kiểm với shipper các bác nhé, để tránh trường hợp nhận hàng thành công rồi thì cái mặt hàng của bác có vấn đề gì thì bác mới báo, thì thực sự nó rất là khó để xử lý luôn. Đó, ví dụ như mình muốn đổi trả thì mình lại phải mang ra ngoài gọi là chỗ gửi hàng để mình gửi hàng các bác nhé. Nên các bác lưu ý là khi shipper giao hàng tới mình cứ kiểm tra thoải mái, nếu mà có vấn đề gì hay là muốn đổi trả cái sản phẩm của mình thì mình có thể là đổi trả trực tiếp qua shipper luôn. Nên các bác lưu ý với em nhé, để tránh trường hợp mình nhận hàng thành công rồi mình mới báo là anh mặc không vừa rồi, chật rồi thế này thế kia các bác nhé. Tại vì cái sản phẩm có như thế nào thì sẽ báo sẵn, báo rõ trên video để mình xem kỹ các bác nhé, xem kỹ trên video. Và áo thì các bác không được mặc trực tiếp, nếu các bác chịu khó là mình đo kích thước, chiều cao, cân nặng. Và mỗi bác thì sẽ có một hình thể khác nhau, ví dụ như bác thì lưng dài, tay ngắn hoặc là lưng ngắn tùy thuộc, nên là mình nên đo cái phần kích thước thông số của mình các bác nhé. Và đầu tiên thì sẽ lên cho bác một con màu nâu, nâu cà phê, da mềm. Và dòng này thì các bác sẽ mặc được hai kiểu, một là các bác bẻ hẳn cổ ra, hoặc là hai là mình mặc vào sẽ là kéo kiểu cổ cao như thế này. Đây nó sẽ có hai cái cúc ở cái phần cổ như thế này không nhá. Dòng cái cúc da cực kỳ là mềm. Hàng bên em chủ yếu là hàng của Nhật và hàng của Hàn thì nhiều. Hàn nói chung là của Hàn thì sẽ nhiều hơn là của Nhật các nhắc, và sẽ có một số nước khác nữa. Da em này cực kỳ mềm luôn. Siêu mềm, màu nâu nhá, màu nâu. Tay thì sẽ là tay cúc. Tay cúc của hai nước như thế vậy. Màu là màu nâu cà phê. Có túi hai bên, có túi nhét tay hai bên, và là dòng cài cúc nhé, dòng cài cúc. Dòng này thì bác cứ trên 1m7, còn thích mặc hơi dài một tí như mẫu thì sẽ là 1m65. Tùy thuộc vào gọi là mỗi bác là mình thích mặc dài, mặc ngắn, thích chuẩn form. Cái form nói chung là cái form này là form dài thì bác cứ 1m7 trở lên ha. Còn thích mặc như mẫu thì sẽ là 1m65. Dòng cài cúc thôi, dòng cài cúc. Mình có thể là mặc thành cổ cao hay là mình sẽ bẻ cổ thôi. Hay là mình sẽ mặc thành kiểu bẻ cổ như thế này. Hay là mình sẽ mặc thành kiểu bẻ cổ như thế này các bác nhá. Có hai kiểu. Có hai kiểu như thế này cho em. Bẻ cổ hoặc là cài cúc, và da con này rất là mềm. Và ví dụ em cũng vậy, nói trước là trong quá trình mình vận chuyển ấy thì gọi là cái áo của mình không thể gọi là tránh khỏi gọi là cái việc mà bị nhăn. Nên là khi mà giao hàng tới, với lại một phần nữa là hàng si quá. Hàng si thì mình chịu khó là mình mua về mình phải gọi là vệ sinh, spa nó lại trước khi mình sử dụng thôi nhá. Tại vì hàng đã qua sử dụng rồi, giặt vệ sinh, ủi là hấp các nhá. Ở dưới cái phần eo thì nó có cái đai, có hai cái cúc như thế này, để có thể làm cái hơi bo thì mình có thể là cài vào nước trong. Da cực kỳ mềm, màu nâu nhá, màu nâu cà phê như thế này. Da rất là mềm mại luôn. Bán con này giá cực kỳ sốc luôn. Đấy, có 385.000 thôi. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 70-75. Mã là D632, tay 57, vai 50 và lưng 75. Các bác nhá, các bác mua hàng có thể chụp lại màn hình như thế này, cái sản phẩm mã, hoặc là các bác nhắn cái mã, hoặc là gọi điện trực tiếp thì mình có thể là báo cái mã cho em nhá. Và các bác nào mà mình xem thì mình nên xem gọi là theo ngày. Nếu mà các bác xem gọi là lâu quá rồi thì thực sự là cái sản phẩm sẽ không còn ha các bác ha. Cái thương hiệu nó này, Japan này. Chỗ này thì cái hiệu của nó sẽ được dập trên cái miếng da như thế này luôn. Dập trên cái miếng da như thế này. Bên trong thì sẽ lót vải dù và được kiểu thêu, nhiều thêu cái kiểu dập cái hiệu của cái áo các bác nhé. Túi có cúc, túi kèm cúc như thế này cho bác nha. Tem tag đầy đủ. Và con này chắc là của Nhật cơ, chắc là của Nhật. Hiệu Japan, con này Japan. Đây, tiếp tục một con cài cúc luôn. Con này thì nó bị tình trạng là mất một cái cúc rồi. Mất một cái cúc ở đây các bác nhá. Nó mất một cái cúc nên bác nào mình mua về mình nên thay một cái cúc vàng các bác nhá. Còn nói rõ trên video. Form là form kiểu dòng nhỉ, dòng sơ mi các bác, mà nó là cái cúc thôi. Tay suông. Tay suông màu đen các bác nhá. Màu suông, suông màu đen. Da cực kỳ mềm. Hàng da bò nhá, hàng da bò mềm. Hàng si thì ưu điểm của nó thì các bác sẽ có một cái áo gọi là giá thành cực kỳ là rẻ. Siêu rẻ luôn không nhá. Và khi mình mua về thì mình bắt buộc là mình phải gọi là vệ sinh, xử lý trước khi mình mặc đó nhá.
tại vì cái hàng gọi là hàng si quá không thể tránh khỏi là nhiều cái thì nó sẽ hơi dơ, và nhiều cái thì hàng hàng da mà bác, nên là nhiều cái áo thì nó sẽ có tình trạng là có thể là mốc, nên chịu khó là mình nên vệ sinh trước khi mình sử dụng các bác ha. Một dòng dòng này rất là mềm, da cực kỳ mềm luôn. Đấy, mềm cực kỳ đúng không, mặc đẹp lắm luôn nha, mặc rất là thoải mái. À, đây đúng áo này nhìn rất đơn giản luôn bác, áo này đơn giản luôn, giá thành cũng rất là sốc bác, giá bên em thì cực kỳ là rẻ mà lâu lâu còn sale giá cho bác nữa. Áo này nó mất một cái cúc nên là bán cho bác giá là 385 thôi nhá, bán chỉ có 385.000. D633, tay 60, vai 52 và lưng 80, 75-80 thế nhá. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 75-80 và trên 1m7, form dáng dài. Ở bên trong thì sẽ có một lớp như gọi là ghi lê và mình có thể là tháo rời. Lớp ghi lê có thể tháo rời không nhá, có thể tháo rời ra. À, tiếp tục một con dáng dài nữa, con này cũng là form 1m7 nhá, form 1m7 đến 1m8 luôn, còn thích mặc dài như mẫu thì sẽ là 1m65. Hai bên thì sẽ có túi hộp, hai bên sẽ có túi hộp da mềm màu đen. Đó, và sẽ có hai cái nức đai như thế này. Đó, hai cái nức đai như thế này không nhá. Đó, hai đai cúc như thế này, da cực kỳ mềm màu đen, cổ bẻ lắm nhá, cổ bẻ. Và cái áo này thì sẽ chỉ có một cái cúc ở trên là nó hở ra thôi, còn lại ở dưới thì người ta sẽ thiết kế thành cái kiểu mà giấu cúc bên trong, các bác cài thì nó sẽ giấu ở bên trong như thế này các bác nhá. À, kiểu cổ bẻ. À, form sẽ là 1m7 với 1m8 cũng được luôn. À, 1m7 với 1m8 luôn ha. Form cũng là form to đấy bác, nhưng bác nào mình cũng có bụng này. Có bụng cũng ok luôn ha, có bụng cũng ok luôn. Đây, cái phần túi hộp của nó sẽ như thế này các bác nhá, túi hộp. Dòng túi hộp da cực kỳ mềm mại luôn. Đó, hầu như cái áo này thì bác mua về cùng lắm là trong quá trình vận chuyển nó hơi bị nhăn thì mình ủi thôi, mình ủi thôi nhá. Và bác nào mà mình chưa chơi về da bao giờ thì mình có thể là lên YouTube hoặc là Google, người ta sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ hơn cách mà mình vệ sinh xử lý áo da đâu nhá. Đó, hàng là hàng da bò, hàng da bò, da rất là mềm mại luôn. Đó, bên trong thì sẽ lót vải như thế này, lót vải. Đó, lót vải như thế này các bác nhá. Đó, có túi kèm ở bên trong. Size là size M thôi, size M thôi. Thương hiệu là Rockpet Masini gì đây. Mã là D631, tay 59, vai 50 và lưng 80, 75-80 các bác nhá. Giá chỉ có 385.000 thôi. Và là hàng của Hàn. Có kèm một cúc dự phòng bên trong các bác nhá, có kèm một cúc dự phòng bên trong. Made in Korea. Tiếp tục lên cho một con dòng vest ba cúc cài thôi, dòng ba cúc cài. Dòng vest ba cúc cài cái điểm gọi là điểm cộng của áo thì nó sẽ cái phần cổ bẻ không này, nó sẽ cao nhá. Nó sẽ cao như thế này, còn dòng hai cúc thì nó sẽ hơi sâu, bẻ hơi sâu. Đấy, các bác nào mà mình ngại mà cái cổ mình bẻ sâu quá thì mình có thể chọn cái dòng ba cúc như thế này. À, có túi hai bên nhá, có túi hai bên. À, form sẽ là 1m7. À, form 1m7 đến 1m8 được luôn các bác. Tay là tay suông. Tay suông, da mềm màu đen. Đó, tay suông da mềm màu đen. Hàng si thì bác nào mà mình kỹ tính thì mình có thể là mua về mình đánh si lại nhá, đánh si lại cho nó đều màu, tùy thuộc vào mỗi áo thôi. Lâu lâu thì sẽ có một số áo là nó không được đều màu á, hoặc là mình kỹ thì mình nên đánh si lại cho nó đẹp. À, nó bóng nó đẹp các bác ha. Đó, dòng sơ dòng vest cũng nhá, dòng vest da cực kỳ mềm. Cái áo này thì phù hợp nhất là khi bác mặc với sơ mi bên trong, mình đi làm cưới đám tiệc, phối gọi là một đôi giày tây ha các bác ha, mặc rất là đẹp vật chất luôn. Dòng vest ba cúc cài với em nha, dòng vest ba cúc cài. À, nói chung là cái dòng vest này thì mặc rất là thoải mái, không bị nóng đâu á, tại vì nó không phải là dày. Đấy, người ta sẽ may một cái đường chỉ.
Đấy, đi xuống thì thế này các bác ha. Màu đen đúng nhá, màu đen. Đó, áo này có mã là D628. 628, tay 64, vai 50 và lưng 77. Các bác mua hàng các bác lưu ý là cái phần thông số, chiều cao, cân nặng. Đó, mình thấy đúng của mình thích cái áo nào, sản phẩm nào, mình xem kỹ đúng chiều cao, cân nặng, kích thước rồi mình chốt các bác nhá. À, cân nặng thì sẽ dao động từ khoảng 75-80, giá chỉ có 450 thôi. Đó, ở đây thì sẽ có cái tag của nó này, Coreo 2XL này. Đó, có túi trong, có kèm cúc nhưng mà một cúc này bị vỡ rồi. Tiếp tục một con mùa đông ấy. Con này mùa đông. Đó, con này thì các bác mặc thành cái kiểu cổ bẻ cao như thế này, hoặc là mình bẻ ra cũng được hay sao các bác. Đây, mình bẻ thành cái kiểu như vậy. Một là mình để cổ cao, hai là mình bẻ ra. Form sẽ là 1m65, 1m7. Cứ nhắc 1m65, 1m7 dành cho bác nào mình thích mặc cao. Còn nếu mà form chuẩn của nó thì sẽ là 1m60, 1m65. Thôi nhá, 1m60, 1m65. Còn 1m7 thì nó sẽ chênh lên một tí thôi, chênh lên một tí cũng nhé, nhưng mà form này thì khoảng 1m60, 1m65 thôi. Đó, cái phần tay cúc này 1m7 thì dành cho bác nào mà mình lưng của mình thuộc dạng là lưng vừa thôi nhé, không dài quá các ha. Màu là màu nâu gạch, màu gạch các ha, màu gạch. Và dòng con này thì gần như kiểu là cái dòng da phao á, gần giống kiểu dòng da phao nhá. Màu gạch, tay là tay cúc bấm, tay cúc bấm và có một nấc thôi, có một nấc cúc bấm thôi các nhá. Đó, form một là bẻ, hai là để đứng lên. Đó, có túi hộp hai bên, có túi hộp hai bên và sẽ có dây rút ở dưới không nhé, có dây rút ở dưới. Đây, có cái phần rút dây ở dưới như thế này. À, rút dây thế này dưới cô nhá, túi hộp. Dòng thuộc dạng như là dòng da phao ha, dòng da phao. Màu là màu gạch. Màu gạch riêng ha, màu gạch. Đây. Đó, size là size M nhá, size M. Mã là D627. Tay 56, vai 44 và lưng 68. Vai 44 thôi nhá. 65 70 485k, size M, thương hiệu Hit Ship gì đây. Có kèm túi trong, có túi trong. À, tiếp tục lên cho bác một con này rất là chất luôn, dành cho bác nào mà mình biết phong cách phối đồ các bác. À, mình mặc như kiểu là bên Hàn Quốc, cực kỳ là thành điệu không nhá. À, phong là phong dáng dài nên mình cứ trên 1m7, trên 1m7. Con thích mặc dài như mẫu thì sẽ là 1m65. Thích mặc dài như mẫu thì sẽ là 1m65. Tay thì sẽ là tay suông như thế này, tay suông màu đen. Dòng bẻ cổ nó như thế này các nhá, bẻ cổ mình có thể là vắt hai bên. Đó, một là mình vắt qua bên này, hai là mình vắt chéo bên này ha. À, vắt thành hai kiểu, còn không thì mình sẽ để suông ra. À, mình mặc thành suông ra như thế này cũng được không nhá. Mình mặc thành kiểu áo choàng và da thì da mềm, mỏng vừa phải, không dày. Cái dòng này thì sẽ không dày như dòng manto quá. Không dày như dòng manto. Có kèm túi ở bên trong. Da mềm. Đó. Và cái phần cúc của nó thì như gọi là cúc bọc da không nhá. Cúc bọc da như thế này. Đó. Có túi hai bên. Đó, có túi nhá. Có túi nhét tay cho bác nhé, da rất là mềm mại luôn. Đó, da siêu mềm mại. Form dáng dài luôn, form dáng dài. Đây là sau lưng này. Con này mà mặc thành kiểu áo choàng đẹp cực kỳ luôn, đẹp cực kỳ luôn nha. À, mã là D629. D629 giá chỉ có 385.000 thôi. Đó, em nói thật là thực sự là mua cái hàng si này giá rất là rẻ. Các mua về các bác chịu khó là mình chỉ cần vệ sinh sơ qua thôi, mặc nói chung là đẹp lắm. 385.000 còn được bao ship cơ nhá. Hàng bên em thì hoàn toàn là bao ship tới tận nhà và shipper giao hàng, các bác chịu khó là mất 1-2 phút để mở ra kiểm tra cái sản phẩm của mình đã đặt mua các bác nhá. Mã là D629, tay 62, vai 50 và lưng 84. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 80-85, còn thích mặc choàng thì sẽ khoảng 70-85 nhé. Tùy từng bác là mình thích mặc ôm, còn mình mặc thành kiểu áo choàng thì chỉ cần trên 70 thôi. Giá 385.000. Bên trong lót vải dù nhé, lót vải dù.
tục một con sơ mi siêu mới thôi. Đấy, siêu mới, siêu bóng, siêu đẹp. Đấy, con này nói chung là chỉ trong quá trình mà cái kiện hàng thì nó hơi bị nhăn thôi. À, chứ cái độ mới của nó cực kỳ cao nhá, độ mới siêu cao luôn. Da rất là xịn luôn. Da siêu xịn mà mát, em sờ rất là mát luôn. Cái phần da của nó rất là mát. Dòng sơ mi cổ bẻ nhá. Dòng sơ mi cổ bẻ bên em bán rất là chạy, chuộng cực kỳ. Form sẽ là 1m7, 1m75. À, 1m7, 1m75. Còn tùy vào những bác mà mình thích mặc dài. À, mình thích mặc dài. Còn thường là mấy cái form này thì bác nên mặc từ 1m7, 1m75 đúng không nhá. Dòng suông màu đen. À, màu đen như thế này. À, đúng không nhá, màu đen. Dòng sơ mi cổ bẻ đúng không? Dòng sơ mi cổ bẻ. Và áo em này thì độ mới rất là cao. Cô nhá, áo này thì độ mới chắc khoảng 90-95 hay sao. Độ mới cao lắm, nó chỉ bị hơi nhăn thôi. Tại vì cái nói chung mà cái kiện hàng nó về như thế nào thì em sẽ để nguyên như vậy, không can thiệp là ủi hay là gì hết. À, nên các bác mua về mình chịu khó là mình ủi cô nhá. Ủi cho nó phẳng thôi. À, chứ độ mới em này rất là cao luôn. À, da thì sờ rất là mát mẻ cô nhá. À, cái hiệu của nó thì sẽ là Procyon gì đây này. À, Procyon. À, mã là D626. D626, tay 60, vai 50 và lưng 70. 75-80 giá là 550 nhé, 550.000. À, theo em thì cả áo này mà bán 600 mấy vẫn có bác chốt này. Tại vì chất nó rất là mới cơ. Em nói thật là khi mà về tay các bác thì các bác sẽ sờ được cái chất da này rất là xịn. Xịn cực kỳ luôn. À, nó chỉ hơi nhăn thôi nhá, nói chung hơi nhăn một tí. Tiếp tục một con sơ mi cổ trụ size nhỏ. À, dành bác nào mình 1m6 đến 1m65 đúng nhá. 1m6 1m65, da mềm. Da mềm, tay suông. À, tay suông, da mềm, dòng cổ trụ. À, dòng cổ trụ như thế này, da mềm dành cho bác nào mình người gầy, người nhỏ, vai nhỏ nhá. Người gầy, người nhỏ, vai nhỏ. Tay là tay suông như thế này. À, da mềm. Hàng này thì theo em thì mặc được cả trong miền Nam luôn. Mấy bác trong miền Nam cũng mặc được luôn đấy nhá, tại vì nó không có dày yếu ạ. Không dày. Đấy, dạng mặc vừa phải, da mềm. À, dòng sơ mi cổ trụ ha, dòng sơ mi cổ trụ, da mềm. À, cái hiệu của nó thì sẽ là Gaudi Sin 1984 hay 81 ấy các bác. D6224, giá chỉ có 450. Tay 60, vai 42 và lưng 64. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 55-60. Vai thì dành cho bác nào mình người nhỏ nhé, chỉ dành cho bác nào mình người nhỏ thôi. Đấy, tem tác đầy đủ. À, tiếp tục một con dòng manto dày dặn cực kỳ. Cái dòng manto này thì đặc điểm của nó thì sẽ là mặc vào mùa đông và mặc vào buổi sáng sớm. Chất nó dày nên là mặc sẽ giữ ấm, giữ nhiệt cực kỳ là tốt cũng nhá. Và thường là cái dòng manto này, manto dòng vest bên em bán phải gọi là siêu rẻ luôn. Những shop khác bán phải gần như là gấp đôi cái giá tiền bên em cũng nhá. À, trước khi mình mua hàng mình cứ tham khảo, mình tham khảo một số shop, mình thấy cái giá nào hợp lý, chất lượng ok thì mình có thể là tham khảo và mình đặt mua hàng không nhá. Đây, dòng manto vừa khóa vừa cúc, 2 trong 1, cực kỳ tiện lợi. Có kèm dây rút eo bên trong. Đây, có kèm dây rút eo. Có túi bên trong luôn. Đây, có túi bên trong. Đó, mở cái này ra là nó dán đúng nhá. Dòng manto dáng dài. Có túi hộp. Đây, có túi hộp ở dưới này các bạn này. Cái dòng manto này thì sẽ là dày dặn và nó sẽ không mỏng như là cái dòng sơ mi nhá. Tại vì gọi là một phần nó là hàng gọi là hàng mùa đông mà, nên là sẽ giữ ấm giữ nhiệt nên là chất lượng của nó phải gọi là dày dặn hơn. À, vừa túi hộp vừa túi nhét tay luôn nhá. Vừa túi hộp vừa túi nhét tay. Đây, đằng sau lưng này. À, hàng bên em nói chung là cái dòng manto này em bán rẻ cực kỳ luôn, rẻ lắm luôn ấy. Rẻ hơn những dòng khác rất là nhiều. À, cân nặng thì sẽ dao động từ khoảng 80-90. Còn mình thích mặc choàng thì chỉ cần trên 70 là ok thôi, trên 70 kg. Giá thì chỉ có 400.000. D630, tay 62, vai 52 và lưng 82. Đấy, các bác nhìn xem, một con hàng da bò rất là xịn, dày dặn như thế này. Dày dặn như thế này, mặc rất là ấm, xịn. Da thì da cũng mềm quá, da mềm. Đấy, cho con này mua về chỉ cần ủi thôi nhá, ủi thôi. Đó, con này là hàng của nước nào đây? Đó, có cái hiệu ở trên cái tem tag này. Đó. Y-A-G gì đây?
có túi trong nhé, có túi trong. Đó, con này thì em nghĩ không biết là của Pakistan hay của nước nào các bác, tại vì chữ của nó cũng rất là lạ luôn. Đó, có thấy không? Cái chữ rất là lạ nhá. À, D630. Bên em thì hầu như là chuyên về đồ da các nhé, à, áo da, giày da, dép da. À, bác nào mình mua sản phẩm nào về da thì bên em hầu như đều có nhé, đều hầu như đều có. Và cái sản phẩm nào là hàng giả da PU đều sẽ nói rõ và nói sẵn và sẽ báo rõ trên video, à, hàng mới hàng cũ không nhé, hàng mới hàng cũ hàng si đều sẽ báo rõ để bác nào mình thấy sản phẩm mình hợp lý với giá tiền, à, thì mình có thể chốt không nhé. Form này thì sẽ khoảng 1m6, 1m65, 1m6, 1m68 nhé. 1m6 đến 1m68. Một là các bác bẻ cổ nó như thế này, hai là các bác để cổ đứng. Để cổ đứng cấp nhắc, để cổ đứng. Đấy. Khi mà mình đi vào buổi sáng sớm này, trời rét này thì có thể là để cổ đứng như thế này cấp nhắc, để cổ đứng. Đây. Quay cận chất cho các bác xem này. Chỗ này không phải là vết dơ nhá mà là cái hàng nó bị mốc, hàng da nó mốc các bác nhá. Tại vì để kiện ấy, nhiều khi là nó không biết là cái độ ẩm nó như thế nào nên là nó bị mốc. À, nên bác chịu khó mình mua về mình vệ sinh. Các nhá, vệ sinh trước khi mình mặc. Hàng da mốc là chuyện rất là gọi là hiển nhiên thôi. Hàng da mà nó không mốc thì nó mới là quan trọng. Đó, hàng nó mốc thì rất là bình thường. Nó là size M nhé. Áo này là size M. Tay 60, vai 42 và lưng 67. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 60-65. Nhá, 60-65 của bác nào mà mình gầy gầy mà thích mặc áo này thì khoảng 55. Vâng nhá. Thì cân nặng sẽ dao động từ khoảng 55-65. Tại vì em thì chỉ có 50kg thôi. 50kg thôi. Giá là 485, hàng da bò D641. Đó, cái này thì dành cho bác nào mình người gầy nhé và vai nhỏ thôi. Còn vai đô thì mặc sẽ bị kích vai, tại vì vai thì chỉ có 42. Vai 42, bên trong lót vải dù. Và khung giờ em lên là thường vào 11 giờ trưa và 7 giờ tối. Nên bác nào mà mình rảnh vào cái khung giờ này thì mình có thể là theo dõi kênh và mình có thể là vào video để mình xem với cái sản phẩm mình thích, ưng ý. Đối với cái mẫu mình có thể là thích thì mình có thể chốt không nhá. Form này thì sẽ là 1m65-1m7. Các nhá, 1m65-1m7. Và bác nào mà mình lưng dài thì chỉ khoảng 1m68 thôi. Còn nếu mà 1m7 thì nói chung là vệ sinh lên khoảng 2 phân thì nó cũng có thể là bị cọc ngay. À, nên là bác nào mà mình lưng dài, lưu ý cho em. Lưng dài thì có chịu khó là mình nên đo kỹ cái phần chiều dài lưng của mình là bao nhiêu và mình so với cái thông số của áo nhé. Màu là màu gạch, màu gạch, màu gạch dòng sơ mi, dòng sơ mi nhé, màu gạch. Đây, màu là màu gạch cho em ha, dòng sơ mi có túi kèm bên trong. Đó, tem tag đầy đủ cho bác nha. Cái hiệu của nó thì sẽ là dập nổi Indian Casio gì đây. Giá là 450, D637, tay 57, vai 47 và lưng 60 nhé. Lưng 60 là form này thì khoảng 1m6, 1m68 đây. 1m6, 1m68 này bác nào mình thích mặc dài không nhá. Còn bác nào mình lưng dài thì mình lưu ý cho em lưng 60 thôi. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 65-70kg nhé. 65-70kg. À, tiếp tục một con dòng sơ mi. Và con này thì sẽ có một cái túi khóa nhỏ xinh như thế này. Đấy, rất là đặc biệt, gọi là không bị trùng với ai. Tại vì thường cái dòng sơ mi ít khi nó có cái túi lắm, thường nó trơn quá. À, nhưng mà cái áo này thì nó có một cái túi nhỏ xinh ở trên các bác nhá. Dòng sơ mi form 1m65-1m7. Form 1m65-1m7 nhá. À, form này thì theo em thì cũng là dạng vừa đấy. Mình có bụng vừa cũng rất là ok ha, bụng vừa không. À, tay là tay suông như thế này. Rất là đẹp luôn, con này ở ngoài đẹp cực kỳ quá. Đẹp lắm, tay suông, da mềm mướt. Đó, da mềm mướt như thế này, tay suông, có túi ở trên như thế này có ha. Da mềm. Đây, đằng sau lưng này. Đó. Da cực kỳ mềm nha, rất là chất lượng luôn. Hàng bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng nhé. Các bác yên tâm, mình kiểm tra hàng thoải mái. Con này gọi là sale giá cực kỳ sốc, chỉ có 400 ngàn và là hàng của Pakistan. Pakistan, make in Pakistan. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 75-85kg. À, mã là D639, tay 62, vai 50 và lưng 70. 400 ngàn, hàng của Pakistan nhé. Đó, hàng nó chất luôn.
Đây, tiếp tục một con hàng siêu chất đúng không ơi, con này cực kỳ chất đúng không các nhá. Đấy, nhìn con này, tay của nó thì kiểu tay dài thôi, tay kiểu tay dài, tay là tay khóa kéo nhá, dòng tay khóa kéo như thế này, dòng tay khóa kéo gì em nhá, dòng tay khóa kéo, form rất là chất lượng luôn, khóa là kiểu khóa vắt chéo như thế này, dành cho bác nào mà mình người thích mặc body quá, con này các bác mặc body ôm sát cực kỳ là đẹp luôn, khóa khi nó ôm vào, ôm đẹp. Túi cũng là túi khóa kéo nhé, túi cũng là túi khóa kéo luôn, túi khóa kéo luôn nha. Form này thì sẽ là 1m65, 1m65, 1m7, 1m65, 1m7. Con này thì bác nên mặc ôm và mặc cao một tí, đấy, nó sẽ ok và đẹp nhất, ôm body, đấy, mặc ôm body như thế này. Và cái kiểu khóa nó thì sẽ là khóa vắt chéo và là kiểu bẻ cổ như thế này đúng không nhá, bẻ cổ như thế này, đó, đây, bẻ cổ. Con này nhìn rất là chất không ơi, siêu chất. Phối quần jean đúng không nhá, phối quần jean đi xe. Đi xe mà mấy bác mà chân dân gọi là chơi siêu xe đấy, chơi tốc độ thì mình phải chọn con này. Mặc ôm body ha, mặc ôm body. Siêu đẹp, đấy cái phần lưng này. Người ta may cái phần lưng rất là đẹp luôn nha bác nha. Giá thì chỉ có 450 ngàn thôi. D638, tay 64, vai 43. Vai 43 nhá, vai chỉ có 43 thôi. Đó, và lưng 63, 60. 60-65 kiện. Nói chung là cái hàng này là hàng của Hàn, Hàn là nhiều và của Nhật, hàng Nhật. Đấy. Style tên thì đây 450 nhé, giá 450, mã D638. Đây, tiếp tục một con sơ mi cổ trụ, form 1m6, 1m65, 1m6, 1m65. Đây là sau lưng này, dòng cổ trụ nhé, cổ trụ size vừa, con này là size vừa thôi, size vừa màu đen, màu đen, dòng cổ trụ. Đấy, siêu đẹp luôn này, nó sẽ có một cái đai, đai ở phần cổ thế này cũng nhắc, có đai ở phần cổ như thế này, và cái phần ở cái cúc này nó có nó cái chữ Isino gì đây không? Đấy, da mềm nhá, da mềm, dòng cổ trụ và sẽ có hai nấc cúc, form 1m6, 1m65, form 1m6, 1m65 cũng nhá, dòng da rất là mềm mại. Đó, hàng bên em nói chung là hàng da là cũng mềm nhá, hầu như là da mềm. Da bò là nhiều và sẽ có một số sản phẩm là da cừu. Hàng da cừu thì ít nhưng mà hàng da bò thì sẽ là số lượng nhiều hơn. Lâu lâu thì sẽ có da cừu nhá, nhưng mà hầu như là da bò nó cũng rất là mềm, da mổ rất là mềm ha, có cúc ở dưới. Mã là D625, tay 58, vai 47 và lưng 63, 6570, giá là 550, hiệu là Isino Fiction Style 95. Đấy, bên trong lót cũng rất là đẹp không ha, 550, có kèm túi ở bên trong. Tiếp tục một con cài cúc. Con này thì các bác chịu khó là mình nên thay cúc của nó đi nhá. Thay cúc của nó đi. Cái tay là sẽ là giả cúc như thế này. Nói chung là con này thì các bác nên thay cái cúc nhá, tại vì trong quá trình người ta vận chuyển thì nó bị vỡ cái cúc như thế này. Nên là mình thích mình nên về thay cái cúc. Chứ cái màu này đẹp lắm các nhá, màu này ở ngoài đẹp lắm. Có hộp hai bên. Nói chung là cái thay cúc thì không hết bao nhiêu tiền đúng không? Nhưng mà nói chung là hầu như là lên giá thì sẽ đều gọi là giảm cho bác với cái giá là hợp lý nhất để có thể là mua cái cúc mới về mình thay. Không nhá, có hộp hai bên. Form thì sẽ là 1m7 trở lên. Form 1m7. Nói chung là mấy con này thì bác mua về dự trữ vào mùa đông, mặc vào mùa đông. Nhưng mà thực tế thì mùa này mình mặc được rồi. Và sáng sớm thì thời tiết là trời se se lạnh, mình mặc mấy con này rất là ấm áp nhá. Có thể là mặc thành kiểu dáng tròn. Màu nâu, nâu kiểu nâu nâu đỏ ấy, nâu nâu đỏ. Là cái hiệu của nó đây bác này. CL. Đó, và đây sẽ là cái miếng da của nó luôn bác nhá. Form này thì sẽ là 70-80 trở lên. Nhưng mà bác nào mình thích mặc tròn, mặc thành kiểu áo tròn thì cứ trên 1m7 và trên 70kg thôi. Mã là D635, tay 60, vai 52 và lưng 80. Giá là 485 ngàn, tại vì đã trừ cái tiền rồi. Tiền gọi là cái tiền tiền để các bác mua về các bác thay cúc rồi. Chứ không là mấy con này thì phải bán trên 500 ngàn. Cũng nhắc màu nó đẹp lắm, ở ngoài rất xịn. Tem tác vẫn còn đầy đủ, còn nguyên.
Và tiếp theo thì sẽ lên móc một con sơ mi. Sơ mi con này da dày lắm, da dày, chất lượng dày, chất lượng cực kỳ. Đấy, các bạn nhìn mua về là chung bác sẽ so sánh với phần da của áo á. Đây, phần da của áo thì rất là chất lượng, sờ nó thích cực kỳ luôn. Em nói thật, bác nào mà mình săn được con này rất là ok, hợp lý, dày dặn. Dòng sơ mi nhé, dòng sơ mi form sẽ là 1m7 đến 1m78, 1m7 đến 1m78 nhé. Form rất là to lắm, form to bụng bia bụng to nha các bác nhé. Da dày dặn, dày dặn các bác ha. Đây, cái chất da của nó rất là xịn luôn. Nói chung là nó sẽ khác biệt với những hàng da khác các nhé. Đây, form sau lưng của nó này. Đây, dày dặn cực kỳ luôn ha. Rồi. Cái hiệu nó là size 2XL nhá. Mã là D636. Tay 63, vai 52 và lưng 7. Lưng 73 nhá, lưng 73. Bác nào mà mình có bụng hơi to thì chỉ khoảng 70 thôi, 70 75. Còn bác nào mà mình người gọi là người mình đô nhưng mà mình lại không có bụng quá to thì mình sẽ khoảng 90 nhá. Nói chung là sẽ tùy. Bác nào mình bụng to thì sẽ dao động từ khoảng 70 75. Còn bác nào mà mình bụng nói chung là bụng vừa mà mình người đô, người cao á, người cao đấy thì mình sẽ khoảng dao động từ khoảng 80-90. D636 485k. Da cực kỳ dày và chất lượng luôn các bác nhé. Hàng bên em thì luôn cho bác kiểm tra hàng. Các bác lưu ý là khi shipper giao hàng tới mình cứ kiểm tra thoải mái. Mặt hàng có vấn đề gì thì em sẽ hỗ trợ đổi trả luôn cho bác nha. Cùng một con dòng sơ mi quá. Hôm nay có rất là nhiều mẫu sơ mi đẹp, giá rẻ, giá thành rất là rẻ. Và hàng si thì bác lưu ý là mình mua về mình nên một là đánh si, hai là giặt thấp. Giặt thấp thôi nhá. Nếu mà bác nào mình hơi lười lười đấy thì mình có thể là mang ra tiệm mà giặt là giặt thấp. Tại vì thực sự là bây giờ là cái tiệm mà giặt ủi ấy, giặt ấy thì người ta đã nói chung là hàng người ta đã làm được hết rồi. Ở đâu cũng có làm được hết các bác nhá. Form sẽ là 1m65, 1m7. Form 1m65, 1m7, da mềm. Nói chung là cái hàng mà hàng da mà lâu lâu mà các đến tay các mà trong quá trình nói chung là vận chuyển hoặc là hàng nó bị ép kiện. Đấy, khi mà mình vận chuyển thì nhiều khi ít nhiều thì cũng sẽ bị nhăn thôi nhé, bị nhăn. Mã là D640, tay 58, vai 47 và lưng 667, 65-70kg nhé, 65-70kg, D640. Bác nào mình có cùng chiều cao với mẫu thì mình có thể là ước chừng với mẫu ha. Tại vì mẫu nó 1m65 và chỉ có 50kg thôi. 485k. Tiếp tục lên cho bác một con hàng da, dòng màu rất là đẹp luôn quá. Màu nâu vàng. Con này thì cái ưu điểm nó thì sẽ có cái mũ. Bác nào mà mình kiểu mùa đông thì mình sẽ để cái mũ lại, còn không thì có thể là tháo mũ ra. Tại vì cái phần mũ này có tháo rời nhé, có tháo rời. Tháo rời thì mình sẽ mặc thành kiểu cổ trụ. Đấy, mặc thành hai kiểu, hai phong cách siêu đẹp. Form sẽ là 1m65, 1m73. 1m65, 1m73. Dòng sơ mi, một là sơ mi, hai là thành kiểu có mũ nhé. Nếu mà gỡ mũ ra thì sẽ thành kiểu sơ mi. Màu nâu vàng, chất da rất là mềm luôn. Đấy, chất da siêu mềm, mềm cực kỳ, các bác sờ mướt lắm, sờ mướt quá ha. Có mũ, cái mũ này tháo rời nhá, mũ này tháo rời được và cái phần lông cực kỳ là chất lượng luôn ha. Đó, đây, cái phần đằng sau này thì sẽ là cái cúc để mình có thể là tháo rời, vệ sinh dễ dàng, da rất là mềm, lông xịn lắm không nha, lông này không hề bị ngứa, màu đẹp. Đây, cái này cũng là cái miếng da của cái áo này luôn, giá là 485k thôi. D634, tay 60, vai 46 và lưng 70. Cân nặng sẽ dao động từ khoảng 70-75, 485k. Hàng rất là đẹp, xịn luôn nhé. Hàng đẹp xịn, fashion. Bên trong lót vải dù. Tem tag đầy đủ, nói chung là con này đẹp. Nói chung các bác nên săn con này nhé. Săn con này đẹp. Và cái áo này cũng là áo cuối cùng trong video ngày hôm nay đúng không nhé. Bác nào mình mua hàng thì mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo. Bên em thì hoàn toàn cho bác kiểm tra hàng, đồng kiểm với shipper các bác nhé.